Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một con xe phục nhún bánh 700 thương hiệu Merida. Con xe này sườn nhôm, sơn zin, không giảm tốt. Size ống đứng là 41, ống ngang tâm với tâm là 53. Xe là bánh 700C. Đường kính hông vỏ là 35. Đó. Thì bây giờ mình sẽ quay cận cảnh để các bạn cùng xem. Đây ạ. Con xe này có cái pô tăng rất lợi hại nhé. Ưu điểm của cái pô tăng này là pô tăng gật gù, điều chỉnh được độ cao. Tức là về cái pô tăng này này, nếu các bạn nào hiểu xe đạp thì các bạn sẽ biết cái lợi ích của nó. Cái thứ nhất là bản thân từ cái pô tăng này, cái đoạn pô tăng này này, gù này nó đã cất lên cất xuống được rồi. Đây, nó đã cất lên cất xuống thế này. Hơn nữa đó là bản thân, ví dụ mình không có rút nâng cái cổ này lên, bản thân cái này nó đã cất được 5 phân rồi. Cất cao 5 phân đó. Và nếu các bạn nhả cái ốc này, nhả cái ốc này, các bạn có thể kéo cái này lên, cái này này, lên thêm được khoảng 6-7 phân nữa. Đây, cái này các bạn có thể rút cao cái này được, cao cái này được. Đấy. Tức là nó vừa chỉnh độ cao vừa cất được. Đấy. Nếu muốn các bạn chỉ cần cất khoảng 5 phân thì không cần phải nâng cái này, các bạn chỉ cất cái này thôi. Đấy. Còn nếu các bạn mà rút cái này, nâng cái này thì các bạn để ngang cái này cũng được. Đấy. Nó nhiều cái cửa chỉnh như vậy. Con xe này là zin toàn tập nhé, zin đét toàn tập luôn. Trên màn hình thì các bạn đã thấy cái vô tăng gật gù, cái tay lái bằng nhôm, cái tay đè này, bộ tay đè này, SRAM. Đây, mình bắt nét để các bạn cùng xem. Đây là SRAM. SRAM là thương hiệu Mỹ nhá. Cái SRAM này tay đè là Mỹ sản xuất cho nên là cực kỳ ngon. Đây. Bộ đùm trước và sau là đùm trước, sau là đùm Shimano nhé. Đùm trước, đùm sau Shimano, vành nhôm Caminox. Caminox xịn sò luôn. Vỏ này còn cực mới. Đây này. Đấy, các bạn nhìn vỏ nó còn như thế này. Gai sâu, độ bám tốt. Hông này là 35. 35 nhé, 3 phân rưỡi. Hông chạy rất êm. Hông còn có thể cái hông này còn có thể lên 50 được nhé. Và với cái chạng trước sau nó đều rất rộng. Chạng 3 ấy. Vỏ thì vỏ trước vỏ sau đều mới như thế này, mới đét luôn. Bắt nét nó còn lên nét được đấy. Đây này, nó còn mới như thế này. Rồi, ok. Đây, Merida nước sơn còn rất đẹp. Con này tuyệt đẹp luôn. Đó. Rồi. Đây là đến cái phuộc. Đây. Phuộc còn ti còn sáng bóc nhé. Đấy, đây, ti còn sáng bóc này. Đấy. Thế này đó, nó có cái nó còn nguyên cái cao su. Còn nguyên cái cao su chống bụi. Cho nên nó nằm trong này nó cứ thụt lên thụt xuống thì cái cao su nó chắn bụi thì nó tốt, nó không có cát, nó thọt lẫn vào trong này được, cát với nước không vào. Đây, nó chắn nước cái kiểu này rong rất kỹ. Mình đã thử test rồi, mình dùng vòi nước mình xịt vào đây, nhưng mà khi mở ra bên trong khô rang, không có vào nước. Vỏ thì xịn, có dạ quang nhé. Đây này. Cái vỏ này ban đêm là hai bánh trước bánh sau còn rất mới, dạ quang còn rất sáng. Đấy. Buổi tối nó thành cái hai cái vòng tròn sáng rất đẹp. Tiếp tục đến cái phần sườn thì siêu đẹp rồi. Đây, chả cần tả nữa, mình quay là các bạn biết là cái sườn là đẹp cỡ nào. Cái model này á là CF8500 nhé. Đấy, Merida. Đây. Như mới luôn, rất đẹp, sườn cực đẹp luôn. Đấy, các bạn nhìn cái sườn sơn zin mà nó như thế này. Đẹp không ạ? Rất đẹp. Rồi đây, mình cho các bạn xem. Xe này là Taiwan sản xuất nhé. Đây. Made in Taiwan. Đó. Xuất thị trường Nhật. Đây, tem Nhật mới chát. Mà sao không biết sao con này nó mới chát mà cái tem nó còn nguyên. Đây. Đấy.
tem an ninh Nhật đây. À, đây nhôm cực đẹp. Đấy, nhôm ống nhé, đây này. Đấy. Đó, mấy cái sau nó dập hình ống luôn, không hình tròn mà hình chữ nhật ấy. Hình ống thì nó cực chắc, chịu lực tốt hơn hình tròn nhiều. Đấy. Con xe này chất lắm. À, giò đĩa sun tua nhé. Đây. Giò đĩa sun tua. 3 đĩa nhôm. Sun tua đây. Các bạn nhìn sun tua này. Đấy, sun tua là thương hiệu của Nhật. Thương hiệu nội địa của Nhật. Đó. Còn cái phuộc này nhá, phuộc này là phuộc xịn nhá. Phuộc này là phuộc của USA này. Đây. Đấy, phuộc USA. À, cùi đè của Shimano Acera nhé. Đấy, vành đây. Đấy, vành rất đẹp, cam inox. Đùm trước sau là đùm Shimano. Đùm trước sau là đùm Shimano nha. Đây, hôm nay mình nói cái vỏ trước vỏ sau đấy, cái vỏ nó còn đẹp như thế này. Đấy, như mới. In Merida luôn, chính hãng. Đây, còn nguyên in Merida nhé. Khóa cốt yên cũng Merida luôn. Đó. Đây, mở cho các bạn xem. Hàm thắng này chính hãng Merida. Đây. Rồi. Đấy, mọi thứ là ok hết. Quá đẹp. Con xe này các bạn nữ đi thì tuyệt vời. Bạn nam đi, bạn nam là những cái bạn có chiều cao vừa phải, chạy cũng ngon. Nó vừa size 41. Rồi, bây giờ mình test cái bộ chuyển động nhé. Trước mắt thì mình test cái bộ chuyển động của lip. Đó, ở đây mình lên cái lip cho các bạn xem. Đấy, rất đơn giản đúng không ạ? Nhảy lên cái lip số 7 này là mình quên nói là cái group của nó là 3 đĩa 7 lít nhé. 3 đĩa 7 lít là các bạn chạy thoải mái rồi. Nhiều khi là trên thực tế là chạy không hết rồi. Phát một lên. Đấy. Lên nhanh lên chậm gì là đều mượt hết nhé. Đó. Hàng Merida sản xuất tại Đài Loan, nhập thị trường Nhật là các bạn biết nó chất rồi. Hàng mà sản xuất ở Đài Loan là chất lượng theo tiêu chuẩn của Nhật là tuyệt vời. Bởi vì cái quan trọng là xe nó sản xuất theo tiêu chuẩn nào thôi. Đến như Việt Nam mình mà giờ trái cây là cũng xuất đi châu Âu bình thường đó. Nhưng mà cái sản xuất theo cái tiêu chuẩn khắt khe của Việt Gáp thì cái gì đó. Rồi, bây giờ mình test cái chuyển động đĩa cho các bạn xem nhé. Đang ở đĩa số 2. Rồi, nó xuống đĩa số 3 rồi. Bây giờ mình lên đĩa số 2 lại này. Đó. Lên đĩa số 1 luôn này. Ok. Số 2. Số 3 trống thì đương nhiên là ở số 1. Đó. Về lại số 2 này. Về số 3 này. Đang ở số 2 nhé. Về số 3 này. Đấy. Lên số 2 rồi đấy. Lên số 1 này. Ngon lắm, con xe này nó ngon lắm, mọi thứ ok lắm. Đồ chất không. Rồi. Thì vừa rồi mình test cái chuyển động đĩa, chuyển động líp rồi. Bây giờ thì tới cái phần gọi là chớn thôi. Chúng ta cùng xem là chớn của cái đùm Shimano này nó như thế nào nhé. Đây, lùi ra đây để xem cái chớn của nó.
sườn thì cực chất, sườn con này màu bạc pha xanh, xanh chậm, nó liền lạc lắm, đẹp lắm. Đấy, quay có hai vòng, quay cho các bạn xem. Con xe bánh 700 này, cái dòng này ấy, thì các bạn chạy ưu điểm của nó nhé là size bánh lớn, các bạn chạy đường phố cũng ok, mà các bạn chạy đổ đèo, đường đèo núi, vượt cầu leo dốc là cũng ok, chả vấn đề gì cả. Cứ về đĩa số 3, tức là về đĩa nhỏ nhất và lên đít lớn nhất thì dốc nào, dốc cầu nào cũng bươn được hết. Đấy, các bạn thấy trớn của nó đó. Mình nhắc lại nhé, sườn nhôm, phuộc nhôm, sơn zin không dặn tút. Các bạn nhớ nhỉ, không dặn tút, rất đẹp. Không như vậy mà nó còn rất đẹp luôn. Trên xe còn có tem của nước sản xuất, xuất xứ Taiwan, tem Nhật, tem Taiwan đầy đủ, chả thiếu cái gì cả. Xe zin 100%. Cô tăng thì cô tăng gật gù điều chỉnh lên xuống, cô tăng rồi rút cổ phốt lên xuống được. Đấy, một con xe mà giá cũng vừa phải mà nó đầy đủ tính năng tiện ích như vậy thì chúng ta còn chọn xe nào nữa. Rồi ok, đấy nó vẫn còn quay thì cho nó dừng nhé. Đấy, vừa rồi thì mình đã giới thiệu với các bạn xem con xe này. Bây giờ thì mình lùi lại giữ cái khung máy này để khung hình này để các bạn cùng ngắm nhìn lại con Merida này. Mình xin nhắc lại, con Merida này sườn nhôm, sơn zin không dặm tốt, size ống đứng là 41, ống ngang tâm tới tâm là 53. Đó, bánh 700C. Hiện tại này đang xài cái hông 35, bơm căng là hông 35. Đó. Vành nhôm 700C căm inox. Tóm lại là con xe nó quá đẹp. Đấy, như các bạn đã thấy đấy, xe đẹp thì mình nhìn là nó thấy rồi. Sau khi xem xong cái video này, nếu các bạn thấy thích con xe này, gọi ngay cho mình số 0939086797 cho nhanh. Ngoài ra thì các bạn có thể chat qua Zalo. Các bạn cứ chụp màn hình lại. Nếu các bạn coi trên TV thì dùng điện thoại chụp. Còn các bạn mà chụp đang coi trên điện thoại thì chụp màn hình lại gửi cho mình qua cái số vừa rồi. Số vừa rồi là số 0939086797. Số này Zalo của mình là người lạ gọi điện gửi hình thoải mái. Kể cả là các bạn gửi gọi video đều được. Rồi, bây giờ mình xin phép được dừng video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video mới nhất.